anh ơi, ai tát cô? Cho cô tát con. Bác kìa, sao bác lại bác nhiều cháu? Ai cho phép chúng mày hôn hít nhau ở đây? Đã thế là còn để xe máy chềnh nghênh ra như để chỗ tao bán hàng. Tao tát đấy, để cho chúng mày tỉnh ra. Bây giờ biến, để cho tao còn dọn hàng hàng. Ô hay, đất này có phải đất nhà bác đâu. Người yêu cháu vừa mới chuyển đến đây nên cháu biết rõ đất này là đất công cộng. Chứ bác làm gì mà bác có quyền đuổi bọn cháu ạ? Mày mới chuyển về đây, cho nên là mày không biết là tao đây ấy, là chùm cái vỉa hè này à? Đất này là đất của tao, hiểu chưa? Đất của bác á? Đất của bác thì bác chìa sổ đỏ ra đây. Nếu như sổ đỏ mà viết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bác thì cháu sẵn sàng cho cúi đầu rồi cháu xin lỗi bác luôn. Con này cũng lý sự gớm nhỉ. Nhưng mà này, không phải cái gì cũng theo nguyên tắc như chúng mày học ở trong trường đâu nha. Đất này ấy, tao phải mất tiền bảo kê thì mới được ngồi đây bán hàng đấy. Cái tiền đấy nó gọi là luật ngầm, nó gọi là phép vua thì phải thua lệ làng, hiểu không, hiểu không? Cháu chẳng cần biết ngầm gì hết, cháu chỉ biết nhà nước có quy định vỉa hè nơi công cộng, nên bác chẳng có quyền gì bác lấn chiếm cả. Thôi em ơi, anh xin em. Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy. Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngô ra khoai cái vụ này đã. Con này láo nhỉ, thích làm loạn hả? Vâng, cháu làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi thôi, làm đi. Ui, cháu nói cho bác biết. Bác vô lý nó vừa rồi nhá. Mày thích lì hả? Mày thích lì đúng không? Ôi. Ông đàn ông yếu như sên ý. Bà mới đấm cho một cái thôi đã ngã lăn quay ra rồi. Đùa, đến nước này rồi mà em vẫn cứ nói được như thế. Mình đúng rồi, mình có sai đâu. Cái gì sai thì mình phải cãi cho đến cùng chứ. Ông đàn ông nhát như thỏ đế. Cái gì? Bảo sao mang tiếng lúc váy đàn bà mà trông cái dép kìa, kinh không? Như nào? Anh ấy, anh mà không lôi em đi nhá, không phải bị bà ta bá tẩn cho. Mà chẳng hiểu sao em con gái có lứa tuổi gì hiếu thắng thế không biết. Em làm sao? Còn làm sao nữa? Em nhìn em xem. Em nhìn nhà người ta xem. Người yêu nhà người ta nhé. Nào là hiền lành, thục nữ, thướt tha, nhẹ nhàng, dịu dàng này. Còn em xem, suốt ngày sồn sồn lên, trông cái như Trương Phi thì chẳng đi. Ai mà chịu cho được. Ở đấy, ơi hùng hổ đấy. Gân to nói lớn quen rồi đấy. Tôi không quen hiểu điều chúng nữ đấy. Anh có giỏi đấy, anh đi kiếm con khác mà yêu đi. Chia tay. Anh đau lắm hả? Để em sát trùng cho anh nhá. Sau em bôi thuốc, mấy hôm nữa là sẽ khỏi thôi. Đúng là chỉ có sang nhà em mới được yêu thương chăm sóc như thế này thôi. Chứ anh nói thật, anh ở nhà với con người yêu như bà la sát của anh, thề khó chịu vô cùng luôn. Đã không giúp đỡ anh được cái gì, đằng này nói toẹt đúng một câu là đàn ông gì mà yếu thế mới đấm một cái đã ngã rồi. Nghe cay không cái gì. Eo ôi, sao lại có quả người yêu như thế nhở? Em mà thấy bị đấm ấy là em phải chạy đến liền xem anh có làm sao không. Đấy, nó phải như thế. Đằng này chả chăm sóc gì anh, cũng chả mua thuốc thang gì. Anh có con người yêu như thế ấy, anh bỏ quách đi, quyến luyến làm gì. Anh còn có em mà. Hơn nữa, cô ta có chăm sóc hay làm anh vui đâu. Bỏ là bỏ thế nào được. Nó còn nhiều cái. Thứ nhất nhá, là cô ta giàu, anh còn đang moi tiền cô ta. Cái thứ hai là bố cô ta còn làm to, anh phải dựa bố cô ta thì mới thăng tiến được. Mà anh mà đã thăng tiến được thì người hưởng lợi là em chứ còn là ai nữa. Thế thì anh phải hay đến đây thường xuyên với em nhá. Được rồi. Ơ kìa, anh không đau à? Nhỏ nhỏ cái gì. Có mỗi một cái túi bỏng thôi mà bắt mình ship đến tận nơi. Đúng là cháu hành thiếp. Anh không ở lại với em được thật à? Anh không ở lại được. Thôi để hôm sau anh bù cho nhá. Anh mới chuyển khoản tiền cho em đi shopping rồi đấy. Yêu quá cơ. Thằng nhãi hôm nọ mình gặp đi mà. Sao hôm nay nó lại đi với con khác rồi à?
Thôi anh về đi. Nhớ lần sau bù cho em đây. Biết rồi. Mỏ vàng đây rồi. Mỏ vàng đây rồi. Tôi bảo việc của cháu với bác là hôm trước đã xong xuôi hết rồi nhá. Bây giờ là bác muốn gì? Rồi ạ. Tôi không đánh đấm gì cậu đâu. Tôi chỉ có cái này muốn cho cậu xem thôi. Sao bác lại có cái clip này? Coi như là ông trời giúp tôi đi. Này, không quan trọng lý do, quan trọng là ở hiện tại, trong tay tôi đang nắm bí mật của cậu. Này, nếu như cái cô người yêu nóng nảy hôm trước của cậu ấy mà xem được cái này ấy, chắc là cô ấy lồng lộn điên tiết lên lắm đấy. Bây giờ bác muốn gì? Sống ở trên đời này ai chả cần tiền. Tôi đây cũng không ngoại lệ. Đấy, có tiền thì muốn gì chẳng được, đúng không? Bao nhiêu? 5 triệu. Nhiều thế. Thì nhiều. Vô rẻ. Được rồi đấy. Ê, khoan đã. Sao mà vội vàng thế? Tôi nói 5 triệu ở đây là mỗi tháng cậu phải đưa cho tôi 5 triệu. Điều mỗi tháng đưa 5 triệu? Thế thành cháu bầu nuôi bác à? Coi như tháng này tôi nhận đủ rồi. Từ tháng sau tôi sẽ gặp trực tiếp cậu để lấy. Còn nếu như cậu cứ ý kiến đi cò gì nữa nhá, thì đoạn phim này sẽ được đưa tận mắt người yêu của cậu. Hôm nào đi sang nhà cậu, cô ấy chả đi qua quán của tôi. Thấy không? Từng này chưa đủ đâu. Tháng này tôi muốn nhiều hơn thế. Ít nhất cậu phải đưa cho tôi 10 triệu. Bà điên à? Tôi đưa cho bà này là nhiều lắm rồi đấy. Tôi không phải cái mỏ in tiền của bà. Cậu không đưa thêm chứ gì? Được rồi, tôi sẽ kể chuyện này cho người yêu của cậu. Này, nói thật nhá, tôi không chịu nổi nữa rồi. Bà thích bà nói đi. Này. Này cái gì? Đấy, bà giỏi bà nói đi. Xem bây giờ người yêu tôi tin tôi hay người yêu tôi tin bà. Mà chắc gì người yêu tôi đã gặp được bà hả? Mà kể cả có gặp ấy thì bà nói đi, xem như nào. Bà có gặp được không? Nói ấy, thì tôi nói lại với người yêu tôi. Tôi sợ gì nữa? Cậu không sợ thật chứ gì? Không sợ. Được rồi, để tôi sẽ cho cậu biết tay. Em cứ yên tâm. Thoải mái đi. Hôm nay con người yêu của anh nó đi công tác, nó không về nhà đột xuất đâu. Hôm nay chỉ còn mỗi anh với em thôi. Anh, lâu lắm rồi em mới được tới nhà anh đấy. Thì lâu lắm rồi anh mới được gần gũi em như thế này. Khổ em quá. Em cũng nhớ anh quá. Sao em lại đến đây? Cái chuyện này nó là... Im mồm. Tôi biết chuyện tình gian díu của anh và cô ta rồi. Em đến rồi à? Hôm trước anh có bảo em đưa 10 triệu đến cho bạn vay ấy. Bạn anh trả chưa? Trả lại cho em đi. Em không nhắc, anh quên mất. Để lát anh thử hỏi bạn anh xem thế nào. Sao em cứ nhắc đến tiền là anh ngậm ừ đấy? Hả? Mà nhá, dạo này tuần nào anh cũng bảo em đưa tiền cho anh. Có thật sự là anh cho bạn vay tiền không đấy? Hay là anh đưa cho ai? Ai? Làm gì đưa cho ai? Em không tin hỏi bạn anh xem. Ôi trời, chết rồi. Nồi cá kho của anh. Hóa đơn đóng tiền internet á? Tại sao lại có địa chỉ nhà ai lạ hoắc mà anh Lâm lại đóng tiền internet cho suốt thế này nhỉ? Hình như đúng chỗ này rồi. Nhà 12A10, chắc là ở cuối dãy.
nhớ sang với em nhá. Sao cô ta lại mặc chiếc áo giống hệt mình như vậy nhỉ? Lại còn đi vào căn hộ số 12A10 nữa. Chẳng lẽ cô ta và anh Lâm... Lũ mèo mả gà đồng này, không đưa tiền cho tao à? Phá hết, phá hết. Sao bác lại ở đây? Bác vừa quay cái gì đấy ạ? Tôi làm gì thì mặc kệ, tôi liên quan gì đến cô? Chắc chắn là bác biết chuyện gì đúng không? Chứ không thể nào có chuyện tình cờ bác ở đây được. Bác nói cho cháu biết đi. Cô là cái gì mà cô bắt tôi phải nói nhỉ? Cháu sẽ cho bác 30 triệu. Cái gì? Cô nói thật chứ? Bác nhìn số dư tài khoản của cháu đi. Cháu đầy tiền. Khi nào mà bác nói xong ý, tài khoản của bác sẽ tinh tinh ngay. Cô đúng là hào phóng, hơn hẳn cái thằng người yêu bất tài vô dụng của cô. Được rồi, tôi sẽ nói. Cô đang bị cắm sừng đấy, cô có biết không hả? Cô không tin à? Đây đây đây, cô xem đi này. Tôi còn quay được cận cảnh nha. Thằng người yêu của cô với cô ta, họ đi bên nhau, ôm ấp rất chi là thân mật. Cô nhìn xem, đúng chưa? Chính xác chưa? Tôi có để anh thiếu thốn cái gì không? Mà tại sao lại đối xử tôi như thế hả Lâm? Em suốt ngày, em có hiền dịu, em nết na gì đâu. Anh xin em. Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy. Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngơ ra khỏi cái vụ này đã. Con này láo nhỉ, thích làm loạn hả? Vâng, thích làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi. Thôi làm được rồi. Cháu nói cho bác biết. Bác vô lý nó vừa rồi nhá. Mày thích Ly hả? Mày thích Ly đúng không? Mà chẳng hiểu sao em con gái con lứa kiểu gì hiếu thắng thế không biết. Em sao? Còn làm sao nữa? Để em nhìn em xem. Em nhìn nhà người ta xem. Người yêu nhà người ta nhé. Nào là hiền lành, thục nữ, thướt tha, nhẹ nhàng, dịu dàng này. Còn em xem, suốt ngày sồn sồn lên, trông cái như Trương Phi thì cái chậm này. Ai mà chịu cho được. Ở đấy, ơi hùng hổ đấy. Gan to nói lớn quen rồi đấy. Tôi không quen hiểu điệu thục nữ đấy. Anh có giỏi anh đi kiếm con khác mà yêu đi. Chia tay. Ôi. Suốt ngày em chỉ cau có cọc cằn, dù còn đánh anh nữa, như vừa rồi ý. Hóa ra là vì thế, nên anh mới tìm đến cô ta à? Được rồi, vậy thì anh cứ ở với cô ta đi, để xem cái sự hiền dịu nết na để còn nuôi sống được anh không? Hay là anh cứ phải ngửa tay ra xin tiền cái con ghê gớm mẹ để chu cấp cho cô ta? Thì nghe anh nói, chỉ anh có sai, thì để cho anh... Muộn rồi, chia tay. Sáng nay cô có Linh báo cáo về việc bà bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Con cử xuống đây để làm việc. Mời bà đi với con lên phường làm việc. Cái gì? Con danh đó mà dám. Ngoài ra cô Linh còn báo cáo bà hay gây mất trật tự khu này, ảnh hưởng đến cư dân của khu này. Ai cho phép chúng mày hôn hít nhau ở đây? Đã thế là còn để xe máy trình hình ra như này chỗ tao bán hàng. Tao tát đấy, để cho chúng mày tỉnh ra. Bây giờ biến, để cho tao còn vận hàng ra hàng. Ô hay, đất này không phải đất nhà bác đâu. Người yêu cháu vừa mới chuyển đến đây nên cháu biết rõ đất này là đất công cộng. Chứ bác làm gì mà bác có quyền đuổi bọn cháu ạ? Mày mới chuyển về đây cho nên là mày không biết là tao đây ý, là chùm cái vỉa hè này à? Đất này là đất của tao, hiểu chưa? Đất của bác á? Đất của bác thì bác chìa sổ đỏ ra đây. Nếu như sổ đỏ mà viết mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của bác thì cháu sẵn sàng cho cúi đầu rồi cháu xin lỗi bác luôn. Con này cũng lý sự gớm nhỉ. Nhưng mà này, không phải cái gì cũng theo nguyên tắc như chúng mày học ở trong trường đâu nha. Đất này ấy, tao phải mất tiền bảo kê thì mới được ngồi đây bán hàng đấy. Cái tiền đấy nó gọi là luật ngầm, nó gọi là phép vua thì phải thua lệ làng. Hiểu không, hiểu không? Cháu chẳng cần biết ngầm gì hết. Cháu chỉ biết nhà nước có quy định vỉa hè nơi công cộng, nên bác chẳng có quyền gì bác lấn chiếm cả. Thôi em ơi, anh xin em. Thôi bỏ qua đi, mình đi về. Thôi cái gì mà thôi, anh để yên đấy.
Mình đúng chứ mình có sai đâu. Để yên đấy, em phải làm ra ngơ ra khoai cái vụ này đã. Con này láo nhỉ, thích làm loạn hả? Vâng, cho làm loạn đấy. Được rồi, tao sẽ cho mày làm loạn luôn. Thôi. Được rồi, làm được rồi. Ui. Này, này. Còn danh con này. Còn mày, mưu mô xảo quyệt thế hả? Tao giúp mày như thế mà bây giờ mày báo đáp tao như thế này. Được lắm, mày nhớ mặt tao đấy. Thôi, bà tự dọn dẹp đi, xong đi với con lên phường làm việc. Bà đây. anh mang nước vào cho hai người uống mà. Em cảm ơn anh Lâm nhá. Eo ơi, cô giáo dạy thì hay ơi là hay, chồng cô giáo thì lại chăm sóc chu đáo như thế này, em muốn học mãi thôi. Có gì đâu em. Thấy hai người học khát quá, anh mang nước vào cho hai người uống. Uống đi cho đỡ khát. Thế thôi, anh xin phép không làm phiền thời gian học của hai người nữa nhá. Anh đi đây. Nào, chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Bài học cuối cùng trong khóa học ngắn hạn phụ nữ học, đó chính là trừng trị tiểu tam. Tại sao buổi cuối cùng mình lại học cái chủ đề này à cô giáo? Em tưởng mục đích của chị mở lớp này ra để phụ nữ biết cách yêu thương mình hơn và biết cách suy nghĩ tích cực chứ ạ? Phụ nữ yêu thương mình thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải biết cách đối mặt với những kẻ thù địch ở bên ngoài. Bây giờ không còn là cái thời buổi phụ nữ phải cam chịu nữa rồi. Và chúng ta đến với bước đầu tiên, đó là truy tìm tiểu tam. Đầu tiên, em phải tìm được đối tượng mà em nghi ngờ. Sau đó, em phải có bằng chứng xác minh rằng cô ta chính là tiểu tam. Nhưng mà tìm tiểu tam ở đâu hả chị? Cô ta nhắm vào mối quan hệ của em thì chắc chắn là sẽ để lại dấu vết ở trong cuộc sống của em. Tiểu tam có thể là người ngoài, cũng có thể là người quen, và cũng có thể ở ngay trước mặt chúng ta. Cuộc sống mà, cái quá gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà dấu hiệu của tiểu tam là gì hả chị? Những cô gái là tiểu tam thường có những hành động như là tỏ ra mình yếu đuối, đáng thương. Ví dụ như đứng trước mặt đàn ông thì họ sẽ nũng nịu, thảo mai, tỏ ra cần sự giúp đỡ. Nặng quá. Để đấy anh xách nó. Đã bảo để anh xách cho rồi thì lại không. Ở đây anh xem nào. Chân của em. Đâu? Đau chỗ này cái gì? Tại vì cái túi đấy nó nặng quá, em không đỡ được cực tay ạ. Đã bảo rồi, chân tay mềm yếu như thế này thì bảo sao không xách được. Đây đúng không? Dạ. Chả bị đau chân này. Đau thế này thì có đi dã ngoại với các bạn học viên khác được không? Chị ơi, chân em đau quá. Chắc là hôm nay không đi được rồi ạ. Này, anh thấy xe ở dưới đợi được một lúc rồi đấy. Em không xuống đi mọi người đi. Em đi bây giờ đây. Để túi đấy anh xách cho. Thôi, em tự xách được. Anh cho chàng nghỉ ngơi một chút, xong rồi bắt taxi về cho con bé giúp em nhé. Thôi, để anh tiện em. Giàu có, đẹp trai, lại ga lăng như anh, sớm muộn tôi cũng sẽ cướp được thôi. Nào, đưa anh xem, đưa anh xem. Rồi. Đây, đau đây đúng không? Anh còn có cách giảm đau hơn nữa đấy. Có muốn thử không? Nhưng mà chị ơi, em thấy ở trên phim ý, mấy cái cô tiểu tam thường mưu mô tính kế lắm cơ mà. Làm sao mà ngây thơ được như thế ạ? Tỏ ra yếu đuối và ngây thơ, nó thuộc một trình độ cao hơn rồi.
bản năng của đàn ông đó chính là thích chinh phục. Và nếu như gặp một cô gái vừa trẻ đẹp lại yếu đuối thì chắc chắn cái bản năng thích chinh phục của anh ta sẽ trỗi dậy, anh ta sẽ bị hạ gục. Vậy à? Thế thôi, mình chuyển sang bước tiếp theo đi chị. Sau khi mà xác minh được danh tính của Tiểu Tam thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu thông tin của cô ta. Ví dụ như là nhà cô ta ở đâu, có gần nhà mình hay là cơ quan của chồng mình hay không, và cô ta làm nghề gì, thường ngày có những hoạt động gì. Đặc biệt là chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem nơi cô ta và chồng mình tằng tịu với nhau là ở đâu, nhà nghỉ, khách sạn hay là chính nhà của cô ta. Tìm hiểu nhiều thứ thế à chị? Thế thì tìm đến bao giờ ạ? Em đúng là ngây thơ thật đấy. Tìm hiểu trên phạm vi rộng như thế thì chắc chắn là phải có mẹo rồi. Mẹo ạ? Mẹo gì vậy chị? Ví dụ như là tìm ra nơi mà hai người bọn họ gặp nhau nhá. Nếu như cô ta ở một mình thì chắc chắn là bọn họ sẽ đưa nhau về nhà của cô ta. Còn nếu không thì họ sẽ đi nhà nghỉ, khách sạn. Và tiêu chí để chọn khách sạn, nhà nghỉ đó chính là vắng vẻ, kín đáo, càng xa nhà càng tốt. Vậy hả chị? Này, người yêu em hôm nay hơi bị được đấy. Làm việc quần quật cả tiếng đồng hồ mà không nghỉ tí nào luôn. Sao? Không thích à? Em mê chê được đi chứ. Thôi, để anh đặt xe hai đứa mình về nhá. Mà anh này, sao ở nội thành bao nhiêu cái khách sạn thì anh không đặt, lại bảo bọn mình đến cái chỗ ngoại thành như thế này, xa xôi chết đi được ấy. Đến chỗ này là đúng rồi, chứ ở nội thành á, vợ chồng anh quen nhiều người, đi đâu cũng gặp mặt người quen. Bây giờ người ta nhìn thấy như này, người ta về bảo với vợ anh ấy mà chết à. Mình cứ phải cẩn thận, an toàn là trên hết, em hiểu không? Vâng, vợ chồng anh cơ. Thế thì nói cho chị ta biết luôn cũng được. Thế rồi. Sao? Ghen à? Chồng em. Anh ơi, bây giờ bọn mình phải làm sao bây giờ? Trốn đi đâu? Nào, bình tĩnh. Bây giờ như thế này, chồng em chưa biết mặt anh. Em cứ đứng cách xa anh ra, coi như là không quen biết nhá. Chồng. Ok chá, sao em bảo là đi học, sao lại ở đây? À, hôm nay chị Linh có việc đột xuất nên là em được nghỉ à? Em được nghỉ thì em về nhà đi, sang đây làm gì? Đây là khu ngoại thành xa lắm đấy. Em sang đây thăm thú với cả mua sắm thôi. Nghe nói là ở đây có một khu trung tâm thương mại lớn lắm. Đi một mình sang đây để mua sắm cũng chả thèm nhắn tin cho chồng một câu. Không biết mình có phải là chồng không nữa. Tại em quên với cả em vội. Nhưng mà con anh thì sao? Sao anh ở đây? À, anh sang đây gặp khách hàng. Thôi chết rồi, anh sắp muộn rồi. Em tự bắt xe về nhá. Về đến nhà ấy thì nhắn tin cho anh. Dạ vâng ạ. Đi đi. Alo. Tôi hiểu rồi. Chào ơi, mình nghỉ giải lao 40 phút được không? Chị có một bạn học viên vừa phát hiện ra chồng bị ngoại tình, mà cô ấy đang đợi chị ở dưới cà phê, đang cần nhiều tư vấn. Việc này nó có hơi gấp, thế nên là... Không sao đâu chị ạ. Chị đi đi, việc này quan trọng hơn mà. Em ngồi chờ một tí cũng được, tiện thể thì em tìm cái gì ăn luôn ạ. Thì thông cảm giúp chị nhá. Vợ anh xuống dưới gặp học viên, chắc lâu rồi nhỉ? Nhanh hay lâu ấy, anh hỏi làm gì? Để tranh thủ làm một tí với em chứ sao? À mà biết được đấy, nhỡ mày đang làm, tự nhiên vợ anh về thì sao? Anh khóa cửa lại nó được. Nhưng mà, còn tiếng mà. Yên tâm, phòng này được làm riêng để làm phòng học. Cách âm tuyệt đối, em yên tâm đi. Mình phải tranh thủ làm ở đây, mới có cảm giác kích thích. Xin lỗi sao nhá, cuộc nói chuyện kéo dài hơn dự kiến nên chị vào hơi muộn một chút, thông cảm chị nhá. Không sao đâu chị, càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi em lại càng thích mà. Em vào đi.
đây à? Là chị mời Hùng đến đấy. Hôm nay chúng ta học về trừng trị tiểu tam, thế nên chị đã đích thân mời chồng em đến đây để thị phạm cho em. Ý chị là sao? Mà tại sao chị lại có số của chồng em được? Giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại bài học nhé. Và bước cuối cùng đó chính là đánh ghen. Chà này, ví dụ như bây giờ chị ngoại tình với cả chồng em thì em sẽ làm gì chị? Sao chị lại làm như thế? Mà chị lấy cái ví dụ gì mà vớ vẩn đấy? Thì thế mới là ví dụ chứ. Em nói đi, em sẽ làm gì? Nếu có con tiểu tam nào qua mặt em hoặc ngoại tình chồng em sau lưng của em thì em nhất định sẽ đến nhà của nó để đánh cho nó một trận, nó không thể hết xác đến gặp người yêu em được nữa. Nhưng mà chị nhớ là chị đã từng dạy em phụ nữ chỉ nên đánh son chứ không đánh ghen. Em không áp dụng à? Ôi giời ơi chị ơi, đấy nó chỉ là lý thuyết thôi, chứ ở ngoài thực tế đánh ghen thì nó không như vậy đâu. Em phải đánh cho cái đứa mà cướp bồ của em một trận cho nó ra bã để nó giác ngộ ra được. Anh thấy có người mới đến, học viên mới. Nếu mà cướp người yêu đã bị đánh cho ra bã rồi thì không biết cướp chồng người khác sẽ bị đánh như nào nhỉ? Chị tò mò quá. Ý chị là sao? Em thôi đi, không cần phải diễn nữa đâu. Còn anh, quay mặt lại đây mà nhìn tôi. Tôi và anh từng gặp nhau rồi đấy. Cậu nhận ra tôi à? Tôi hiểu rồi. Sao trên người cậu ta lại có mùi nước hoa của chàng nhỉ? Màn hình điện thoại kia đâu phải đang có cuộc gọi nào đâu nhỉ? Mình có linh cảm chuyện này không đơn giản rồi. Em đi đâu bây giờ mới về? Thì em đi học lớp học phụ nữ học. Em đi học cái gì mà ngày nào cũng về muộn thế hả? Hôm nay cô giáo dạy hăng quá nên là em không để ý giờ giấc. Mà từ bao giờ anh cho anh cái quyền được kiểm soát tra khảo hỏi cung em đấy? Anh vẫn là một người chồng rất tâm lý và chả bao giờ kiểm soát giờ giấc của em mà. Vì anh cảm thấy bất an, anh không thể tin được em. Mà thôi, em đi tắm đây, kệ anh. Lớp học phụ nữ. Alo, Mỹ Linh xin nghe ạ. À, chào chị. À, cho tôi hỏi đây, có phải chị Linh người mở lớp học phụ nữ có học viên tên là Thu Trà đúng không ạ? À vâng, đúng rồi. Cậu là? À, tôi là chồng của Trà. Tôi muốn hỏi chị là không biết lớp mình học xong chưa ạ? Tại vì tôi thấy vợ tôi vẫn chưa về. Mở điện thoại cô ấy thì thuê bao, tôi lo quá. Hôm nay tôi không có lớp với Trà mà. Tôi cảm ơn. Chẳng lẽ cái Trà nó lại nói dối chồng con bé là nó đi học với mình à? Ôi trời. Anh về rồi đấy à? Vào tắm rửa đi, rồi em dọn cơm cho. Ừ. Đúng là vợ anh là nhất mà. Đợi anh lát nha. Ừ.
hồi thế không biết được nữa. Cái gì mà sắc nhọn thế nhở? Đây không phải bông tai của mình, mà chiếc bông tai này trông quen lắm. Mình đã từng nhìn thấy rồi. Hình như là của Trà. À, tôi là chồng của Trà. Tôi muốn hỏi chị là không biết lớp mình học xong chưa? Tại vì tôi thấy vợ tôi vẫn chưa về. Chị đã từng thấy em thường xuyên đeo đôi khuyên tai đó, nên chị rất nhớ. Và sau hôm đó thì chị lại không thấy em đeo nữa. Vậy nên chị càng chắc chắn đôi khuyên tai ở trong túi của chồng chị chính là của em, đúng không? Và sau ngày hôm đấy, chị Linh có gọi điện cho tôi để điều tra về mối quan hệ của hai người. Và cho đến giờ phút này, chúng tôi cũng không còn gì để nói với cả đôi mèo mả gà đồng các người đâu. Linh ơi, anh với Trà mới chỉ đi chơi với nhau thôi, chứ bọn anh chưa làm gì quá giới hạn của nó cả. Trước khi ra khỏi đây, tôi đã đặt camera quay lén để xem hai người có làm trò gì sau lưng tôi không. Bây giờ chỉ cần check lại camera là sẽ rõ thôi mà. Linh ơi, thôi mà. Anh xin lỗi, tha cho anh lần này đi. Từ trước đến giờ, có bao giờ tôi đối xử tệ với em không? Sao em cắm sừng tôi? Ai chẳng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi gặp được một người đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, tất nhiên tôi phải chấp lấy cơ hội chứ. Tôi không ngờ là em có thể nói ra những lời rẻ tiền như vậy. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc buổi học trừng trị tiểu tam ngày hôm nay. Em có nói là nếu như cướp bồ người khác thì sẽ bị đánh cho ra bã, để chúng nó mới giác ngộ ra. Vậy nên bây giờ chị sẽ áp dụng cách của em giúp em giác ngộ nhé.